Cảm ơn quý vị đã trở lại với bản tin Hoa Thịnh Đốn. Để tiếp tục, Tường Vi xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Phong thủy ứng dụng với Phạm Ngọc Hoang, tiếp tục tìm hiểu về ngũ hành của tám cung do Nam Anh thực hiện. Xin kính chào quý vị và kính thưa quý vị, hôm nay cũng được rất là vui được trở lại chương trình Phong thủy ứng dụng với anh Phạm Ngọc Hoang. Xin gửi lời chào thân ái Phạm Ngọc Hoang. Xin chào chị Nam Anh và xin chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, trong tuần vừa rồi thì chúng tôi có nói là quý vị nhớ theo dõi là 8 loại nhà khác nhau. Dạ, và quý vị nên tìm hiểu cái loại nhà của mình thuộc loại nhà nào để quý vị có thể tiện theo dõi những con sao xấu tốt ở trong nhà. Nhưng mà trước khi mà mời quý vị đến từng loại nhà thì Nam Anh cũng hơi thắc mắc là những con sao đó nó ảnh hưởng như thế nào trong nhà mà chúng ta phải là cần biết rõ, và những con sao đó nó lúc nào nó cũng ở ngay cái hướng đó hay là nó chạy lung tung vậy, mà nếu mà nó chạy mỗi năm như vậy thì làm sao mà mình biết để mình điều chỉnh thưa anh? Dạ, thưa chị Nam Anh và thưa quý khán thính giả, một câu hỏi mà tôi rất là sung sướng và hạnh phúc để mà trả lời. Thì bây giờ vậy, mình nói về phong thủy và mình nói về cái môi trường trong đời sống của mình, thì con sao du niên chẳng hạn như là sinh khí rồi ngũ quỷ tuyệt mạng tùm lum hết không? Thì đó, thì tám con đó không phải cái tiềm năng của nó, cái điều kiện mà để cho nó phát huy là có hai điều kiện. Thứ nhất là cái môi trường xung quanh, và thứ hai là cái yếu tố thời gian. Thì bây giờ mình nói sơ một chút xíu về cái môi trường xung quanh. Thí dụ như bây giờ nhé, con sao tuyệt mạng nó thuộc hành kim, mà con sao ngũ quỷ nó hành hỏa. Thì bây giờ đó, nếu mà cái nhà của mình mà hướng đông tây nam bắc không cần biết, mà thí dụ như bây giờ mà hướng tây bắc đi, nhà mình hướng tây bắc, mà cái cung đó, cái hướng đó, cái phương vị đó, nó có con sao tuyệt mạng nó nằm sẵn, thì yếu tố nào mà để cho nó phát huy? Cái môi trường bên ngoài là như thế này, thí dụ như ngay cái góc nhà đó, bên ngoài sân hay là bên ngoài đường, mà nó có một cái cột điện rất là lớn, thì cột điện đó là nó phát ra những cái từ trường rất là mạnh và cái ảnh hưởng nó rất là xấu, thì cái môi trường bên ngoài đó là một yếu tố mà nó có thể kích động cái con sao. Còn nếu mà bây giờ con sao tuyệt mạng, thí dụ đi, mà nó nằm ở về phương nam mà phương hỏa, thì hỏa, cái ngũ hành của cung là hỏa, nó đã đốt cái con sao kim rồi, nó triệt tiêu con sao xấu, thành ra với thời gian từ từ nó hết. Nhưng nếu mà cái góc phía nam của mình mà tự nhiên mà mình lại có nguyên một cái dãy núi bự, hay là hay cái chỗ đó có một cái nhà bự nó nằm ngay cái phương vị đó, thì thổ sanh kim nó sẽ làm cho con sao nó mạnh lên. Đó là yếu tố môi trường bên ngoài. Yếu tố thời gian là như thế nào? Thì bây giờ đó, chẳng hạn như là con sao tuyệt mạng và con sao duyên niên thuộc hành kim, thì quý vị làm ơn viết xuống tờ giấy dùng giữ lại. Thì chỉ có những năm Tỵ, Dậu, Sửu thì con sao nó mới phát huy. Thì bây giờ chẳng hạn như bây giờ nè, con sao duyên niên nha, năm nay mình đang ở trong năm Dậu, thì con sao duyên niên là con sao mà mang về tài lộc tới, sức khỏe, trường thọ, là con sao tốt. Thì năm nay đó là năm Dậu, thành năm nay là cái con sao duyên niên là con sao tốt, hành kim, nó phát huy. Và nhưng mà đồng thời con sao tuyệt mạng là con sao xấu, hành kim, cũng phát huy. Nhưng như vậy là làm sao? Năm nay là con sao thiên y và hại họa thuộc hành thổ, thì năm nay nó ngủ. Rồi bây giờ con sao sinh khí và con sao phục vì là nó thuộc hành mộc, thì năm nay năm Dậu nó ngủ. Nó không có tác động. Thành bởi vậy nó thay đổi theo hàng năm. Đó, thành câu hỏi của chị Nam Anh là rất là hay và tôi rất sung sướng là chị Nam Anh đã hỏi. Thì bây giờ quý vị, bây giờ mình tạm thời mình nói nha, thì bây giờ năm nay còn có mấy tháng nữa hết rồi, thì mình nên chú trọng tới cái vị trí của con sao duyên niên và con sao tuyệt mạng, là vì năm nay nó phát huy. Thì bây giờ sang năm là năm Tuất nè, sang năm năm Tuất thì con sao nào là con sao sẽ phát huy? Một con tốt, một con xấu. Thì con sao tốt là con thiên y, và con sao xấu là con hài họa. Thiên y là gì?
là con sao mang tới sức khỏe tốt cho mình. Hài hòa là mang tới những cái vớ va vớ vẩn lấn cấn, nó làm mình cái trục chặt, nó là nó không lớn mà nó làm mình bực mình. Thì bây giờ năm Tuất, năm Sửu, năm Mùi, năm Thìn là 4 năm đó để cho hai con này nó hoạt động. Thành ra khi mà chúng ta bắt đầu vô mà nói từng loại nhà thì chúng tôi sẽ nói chú trọng về con sao thiên y và hài hòa trong năm tới. Nhà hướng Bắc nằm chỗ nào, mình hóa giải như thế nào thì giúp cho quý vị tốt đẹp hơn nhé. Dạ vâng. Nhưng mà khi mà con sao giống như anh Phạm Ngọc Hoàng cắt nghĩa thì nó cũng nghĩa là đi vòng vòng theo năm chẳng hạn. Nhưng mà có những cái căn nhà nó có con sao nằm đó, nó tốt đó, nhưng mà mình không có biết activate nó thì làm sao? Cảm ơn chị Nam Anh rất nhiều. Thì bây giờ cái nguyên tắc như thế này. Cái ngũ hành của con sao và ngũ hành của cái cung vị đó, nó hai cái nó tác động lên nhau. Thì bây giờ vậy, nếu mà con sao tốt mà nó vô cái cung đó, thí dụ như con sao sinh khí đi, nó hành mộc, rất là tốt, mà nó vào trong cái cung kính là cái phương vị đông bắc, nó hành thổ, thì có phải là mộc thì khắc thổ đúng không? Thì nguyên tắc như thế này, sao tốt mà khắc cung thì mình phải hóa giải làm sao cho nó cân bằng. Thì bây giờ mộc nhé mà khắc thổ thì áp dụng ngũ hành hóa giải để cân bằng là làm gì? Là mình thật sự ra đó là sao tốt mà khắc cung thì mình không cần phải hóa giải. Nhưng mà nếu sao xấu khắc cung thì, đó, thì mình phải hóa giải. Thí dụ như bây giờ con sao tuyệt mạng đi, ai cũng sợ, nó hành kim, nó dữ lắm. Kim đó là nó tới, mà kim thì nó khắc mộc. Mà mộc ở đâu? Ở trong cung chấn hoặc là cung tốn. Thì bây giờ để hóa giải sao xấu mà tấn công cái cung thì mình phải hóa giải là mình phải cho nó giảm bớt đi. Thì kim khắc mộc, thì giữa kim và mộc là có thủy. Thành ra nếu nhà quý vị mà trong phương đông hoặc phương đông nam, mà nếu con sao tuyệt mạng năm nay nó nằm bộ đó, nó đánh lên, thì làm ơn quý vị coi dùm nha, coi dùm đi. Mà nếu năm nay nó đánh thì để hồ nước. Kim sanh thủy, thì kim sanh thủy, thủy sanh mộc, nó sẽ hóa giải đi cái xấu. Còn nếu mà bây giờ con sao xấu, như là con sao tuyệt mạng năm nay mà nó nằm ở trong cung ly là cung hỏa, thì không cần làm gì hết, tại vì cái cung là hỏa, nó âm ỉ, nó đốt ông này đi tiêu rồi. Còn mà nếu mà con sao mà tốt sinh cho cung thì mình làm cho con sao nó vượng lên. Thí dụ như bây giờ con sao sinh khí đi, là con sao tốt, mà nó nằm ở trong phương đông hoặc phương đông nam, tức là cung và sao đồng hành, thì mình có thể để nước để cho con sao sinh khí nó vượng lên. Nhưng mà năm nay quý vị cũng không cần phải, chị Nam Anh nói đúng, mình nên hóa giải. Nhưng mà thật sự năm nay thì con sao sinh khí nó không activate nhiều, nhưng mà mình vẫn nuôi cho nó khỏe mạnh. Vâng, kính thưa quý vị vừa nghe anh Phạm Ngọc Hoàng nói về những con sao vận chuyển trong những cái cung của nhà của chúng ta. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại cùng quý vị là chúng tôi cũng có một cái chương trình phát thanh, và chúng tôi cũng sẽ thông báo cho quý vị biết ngày giờ. Nếu quý vị có những cái thắc mắc về phong thủy thì quý vị cũng có thể gọi vào đài cho chúng tôi qua những cái số phone mà chúng tôi sẽ gửi cho quý vị. Sau Nam Anh và anh Phạm Ngọc Hoàng xin chào tạm biệt quý vị nơi đây và xin hẹn trong chương trình kỳ tới. Mừng lễ tạ ơn Teletron Tưng Bừng Đại Hà Giá từ ngày 23 đến 26 tháng 11. HD Antenna 5 đồng. Bếp điện 8 đồng. Lò ga Portable 10 đồng. Máy massage cầm tay 18 đồng. Lò nướng gà 38 đồng. Nồi cơm điện 10 cấp hiệu Convoy 68 đồng. Sony 55 inch 4K 588 đồng. Sony 60 inch 4K 628 đồng. Nhiều hàng mỗi loại 3 cái mỗi ngày, đến trước mua trước trong 2 ngày Thanksgiving và Black Friday. Máy massage chân Dr. Fuji 88 đồng. Sony 48 inch 188 đồng. Inada Dreamway Massage làm tại Nhật tốt nhất thế giới.
nệm lông cừu lạc đà bồng ngửa Multiflex 100% Italy 188 đồng một tháng 4 năm không tiền lời. Bộ sofa da 100% made in Italy 50% off chỉ 2.999. Bộ sofa da có full power recliner nâng chân lên ngã người ra rất thoải mái chỉ 4.999. Nệm cứng chống đau lưng Amante Italy bớt 2.300. Kèm đĩa cao cấp Umi mua 5 tặng 1. Victoria Luxury Spa Chair bớt 300 tặng ghế thợ trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron Washington DC trong khu Eden 703-237-8999 703-237-8999. Với thời gian, tại sao Mai Vi vẫn giữ được làn da tươi trẻ? Kính thưa quý vị, đó là nhờ Mai Vi dùng kem nghệ của cô Vân Thúc Nghệ. Như quý vị cũng biết, củ nghệ rất tốt cho làn da và cô Vân đã phát minh ra tinh chất nghệ trắng để bào chế ra kem nghệ. Quý vị hãy dùng kem nghệ của cô Vân Thúc Nghệ. Thiên nhiên, hiệu quả, an toàn. Quý vị hãy dùng kem nghệ của cô Vân Thúc Nghệ để có được một làn da trẻ trung, săn chắc. Sau thành công rực rỡ của show ca nhạc tháng 6 vừa qua tại MGM Casino National Harbor, Maryland, chúng tôi xin gửi đến quý vị Đêm Huyền Thoại 2, dàn dựng công phu với sự xuất hiện lần đầu tiên của hai MC Nguyễn Ngọc Ngà, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và các ca sĩ nổi tiếng như Nguyễn Hồng Nhung, Ánh Minh, Như Ý, Quang Lê, đặc biệt với sự xuất hiện của Phương Mỹ Chi và The Man đến từ Việt Nam, cùng với hai danh hài nổi tiếng Quang Minh, Hồng Đào. Đây là cơ hội để gia đình, đồng hương gặp gỡ, vui chơi và thưởng thức một chương trình ca nhạc hấp dẫn tổ chức vào lúc 8 giờ tối Thanksgiving Evening, thứ Tư ngày 22 tháng 11, 2017. Giá vé từ 28 đồng đến 88 đồng. Mua vé online tại website mgmnationalharbor.com hoặc gọi 1-800-745-3000, 1-800-745-3000. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn do SBTN Washington DC thực hiện đến đây xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Tường Vi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hành kỳ tới.